Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta vẫn có câu trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, và điều đó giống như một quy luật tất yếu của cuộc sống qua nhiều thế hệ. Thế nhưng với cuộc sống hiện đại thì ngày càng có nhiều chị em phụ nữ rất ngại lấy chồng, không phải vì hẳn là họ ế hay là thậm chí là có những phụ nữ rất là đẹp, thông minh, thành đạt, có mọi thứ, nhưng mà khi mà nhắc đến việc lấy chồng thì họ khá là e dè. Và trong một cuộc khảo sát mới đây, nhiều phụ nữ cũng bày tỏ ý kiến của mình về hôn nhân. Họ muốn trì hoãn việc kết hôn đến khi còn có thể. Thậm chí có những người còn bày tỏ quan điểm rằng là không bao giờ họ muốn kết hôn. Vậy điều gì khiến cho những người phụ nữ đó lại có suy nghĩ như vậy? Và để đi tìm câu trả lời, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ khách mời của ngày hôm nay. Đó là chị Vũ Nguyệt Ánh với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hẹn hò và kết nối con người. Có thể nói rằng chị được giới trẻ gọi tên là bà mối hot nhất tại Việt Nam. Xin được chào bà mối Nguyệt Ánh ạ. Xin chào các khán giả của chương trình Chào Buổi Tối. Dạ vâng ạ. Mọi người thì vẫn nói rằng là trước đây ở cái độ tuổi nữ mà 27, 28 tuổi mà chưa kết hôn và lập gia đình ấy thì có thể nói là ế rồi. Thế thì không biết là bây giờ thì cái độ tuổi nào thì được coi là ế? Thực ra tôi nghĩ là ế thì nó không có tuổi nào bị coi là ế. Ế là một cái từ mà tôi nghĩ là gắn với những người là bị tuyệt vọng và không thể tìm được một người mà thích mình, hay là không thể tìm được người phù hợp với mình thôi. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là khái niệm phù hợp với thế giới hiện đại nó gọi là từ kén. Có nghĩa là những người phụ nữ đó có thể là có rất nhiều người rất là thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, học vấn cao, thu nhập cao. Thế nhưng mà bởi vì họ đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho cái đối tượng hẹn hò hay là tiến đến hôn nhân của mình, cho nên là họ rất lâu để tìm được một người phù hợp. Và tôi nghĩ là cái xu hướng mà kết hôn muộn của phụ nữ nói riêng và của tất cả các bạn trẻ nói chung thì cũng là một xu hướng tất yếu của các cái xã hội hiện đại, của các nước phát triển, và Việt Nam thì cũng nằm trong quy luật đó thôi. Thông thường thì những cái người phụ nữ như thế nào thì thường là họ sẽ rơi vào cái tình trạng là họ ngại lấy chồng? Theo kinh nghiệm của tôi, vừa là trong công việc lẫn trải nghiệm mà tôi gặp gỡ trong cuộc sống, thì tôi nhận thấy là càng các cái bạn trẻ mà có thể nói là về điều kiện càng đầy đủ, rồi công việc, rồi đi du học ở nước ngoài hoặc là học những cái trường rất là nổi tiếng ở Việt Nam, ra trường thì làm ở những công ty tập đoàn lớn, thu nhập cao, công việc bận rộn, thì những cái đối tượng đấy lại là đối tượng rất là khó để gặp được. Những đối tượng đầu tiên là yêu đã là khó, hẹn hò đã là khó rồi, và tiến đến hôn nhân thì lại còn khó hơn rất là nhiều. Có rất là nhiều người thì họ cho rằng là có những người đã từng bị phản bội, bị thất bại trong tình yêu. Thậm chí là có những người họ quá là khôn ngoan, quá là hiểu biết và họ thấu được tâm can của đàn ông, nên là họ ngại lấy chồng và họ không muốn lấy chồng. Không biết có đúng không? Tôi nghĩ là đấy cũng chỉ là một phần thôi. Có, đấy là một nhóm đối tượng và đấy cũng là một phần tác động đến tâm lý của rất nhiều người phụ nữ bây giờ, khi mà thật sự là có thể nói là các nguồn thông tin nó quá là nhiều. Những cái câu chuyện về những cái sự vụ ngoại tình này, rồi là những cái người đàn ông mà thực sự là về nhà cũng không chia sẻ với vợ, rồi cũng có nhiều người thậm chí nói là tôi là vợ đơn thân, là mẹ đơn thân trong chính cái gia đình của tôi, kể cả khi có chồng bên cạnh. Thì thực ra đôi khi người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu như thế thì lấy chồng để làm gì? Nếu như tôi lấy một người về mà để có thể nói là nhiều khi tôi trở thành ô sin trong cái gia đình đấy, hoặc là tôi phải làm tất cả mọi thứ, thì tốt nhất tôi ở một mình, có khi tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì tôi nghĩ là đấy là một phần các cái suy nghĩ của những người phụ nữ và tác động lên cái việc là họ càng ngày họ càng trì hoãn cái việc lấy chồng càng ngày càng lâu hơn. Dạ. Có bao giờ trong số những cái lý do mà bạn Nguyệt Ánh đưa ra, nó có một cái lý do đó là họ thật sự là họ chưa tìm được một cái người đàn ông mà phù hợp với mình mà họ thật sự mong muốn không? Tôi thấy đấy mới chính là cái lý do chính đó. Cái lý do lúc nãy nó chỉ là một phần lý do thôi. Còn tôi nghĩ lý do quan trọng nhất chính là cái việc họ chưa tìm được một cái người phù hợp. Tôi nghĩ là thực ra về bản năng ấy, phụ nữ dù là độc lập mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có những cái mong muốn, muốn gắn kết và muốn có những cái người bạn đồng hành phù hợp với mình. Thế nhưng mà người ta, khi mà người ta ở một cái tầng nhận thức nhất định và một cái điều kiện nhất định rồi, thì người ta mới nghĩ là chỉ khi tôi tìm được một người phù hợp với tôi và mang lại cho tôi hạnh phúc thì tôi mới kết hôn. Còn nếu không thì tôi ở một mình vẫn rất là ổn, tại vì tôi vẫn có thể lo cho cuộc sống của tôi về tất cả mọi mặt. Tôi vừa có thể lo cho cuộc sống vật chất và tôi vẫn có thể có một đời sống tinh thần rất phong phú và vui vẻ. Đó, thì tôi nghĩ là cái việc khó tìm được một cái người phù hợp mới là cái nguyên nhân chính dẫn đến các cái bạn nữ bây giờ là các bạn ấy lấy chồng ngày càng muộn hơn. Trong cái quá trình mà 10 năm để phát triển cái dịch vụ mai mối này, chắc hẳn là Nguyệt Ánh có rất nhiều kinh nghiệm. Vậy thì có cái ca nào mà khó đến mức mà dùng rất là nhiều cách rồi mà vẫn không thể
kết tác hợp được cho họ không? Đang nói riêng về phụ nữ thì tôi có thể nói là chính những cái ca mà khó đỡ nhất của tôi chính là những cái bạn nữ mà tôi phải thực sự phải dùng cái từ gọi là cao không tới mà thấp không thông. Có nghĩa là thực sự các bạn thực sự là chưa đủ sự xuất sắc để có thể nói là anh nào gặp cũng thích. Thế nghĩa là tất nhiên là cũng ổn về điều kiện, về cũng xinh đẹp, rồi cũng học vấn, rồi công việc cũng tốt. Thế nhưng mà nó chưa ở cái mức độ xuất sắc. Và chính vì chưa ở mức độ xuất sắc nhưng các bạn lại luôn hướng đến những cái yêu cầu quá là cao. Và các bạn thậm chí là đưa ra những cái tiêu chuẩn nó không tưởng một chút. Thậm chí là đôi khi tôi còn hay nói với các bạn là các bạn đưa ra những tiêu chuẩn gạch đầu dòng như thế này. Thế nhưng mà cái người mà đủ các cái tiêu chuẩn đấy thì lại không thích bạn. Đấy thì đấy chính là những cái vòng luẩn quẩn, và đấy là những cái ca mà tôi nghĩ là rất là khó. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề đây nó nằm ở vấn đề tư duy. Bạn đầu tiên bạn phải hiểu bản thân bạn và bạn định vị đúng. Sau đấy thì bạn sẽ tìm được cái người phù hợp với mình, và người đấy thì họ sẽ cũng thích mình. Có ai mà tìm đến với Nguyệt Ánh với một cái lý do ví dụ như là tôi đi xem bói hay là tôi có thầy bà gì đấy xem cho tôi rằng là cái số của tôi chính như vậy, thì mình sẽ làm cách nào để mà mình giúp họ được? Thực ra tôi nghĩ tất cả nó đều nằm ở tư duy. Thì bao giờ khi mà tôi tiếp cận với khách hàng thì bao giờ tôi cũng phải làm tư tưởng cho họ trước. Thậm chí là tôi phải ra những cái cuốn sách để chia sẻ những cái quan điểm về hẹn hò, về tình yêu, về hôn nhân. Và tôi hy vọng là khi mà độc giả đọc cái đấy rồi tiếp cận nhiều cái nguồn thông tin thì họ sẽ cởi mở hơn, tư duy một cách văn minh và đúng hướng hơn á. Thì từ đấy thì họ sẽ có những cái trải nghiệm hẹn hò tốt hơn và hạnh phúc hơn. Và tên của cuốn sách đó là Bắt đầu từ đâu để hết một mình, đúng không ạ? Đấy là cái quyển mới nhất mà tôi mới cho ra mắt. Còn cái quyển đầu tiên của tôi là Hẹn hò kiểu kén, ra mắt từ năm 2017. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái quyển mà gọi là định hướng đúng cho cái đối tượng hôm nay chúng ta nhắc đến. Đấy là đối tượng kén chọn đấy ạ. Thì tôi cũng chia sẻ rất nhiều những cái câu chuyện trải nghiệm thực tế của tôi khi mà tiếp xúc với những cái thanh niên kén chọn như vậy. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một lý do. Thế nhưng mà tựu chung lại là họ đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho cái đối tượng hẹn hò của mình, cũng như họ đặt mình ở cái một cái vị trí mà gọi là rất là khó có thể với tới, có thể chạm tới được. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình gọi là cởi mở và thả lỏng tư duy của mình hơn thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Còn cái việc tiêu chuẩn nó chỉ là tương đối và tham khảo thôi. Nhiều khi chúng ta gặp được một người mà đạt tất cả những tiêu chuẩn của chúng ta cũng không cảm thấy yêu, chúng ta cũng không cảm thấy hạnh phúc. Và ngược lại, đôi khi gặp một người mà chúng ta chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đấy cảm thấy bình yên và hạnh phúc thôi thì đã là đủ. Và lúc đấy thì tất cả các tiêu chuẩn nó không còn có ý nghĩa gì nữa. Dạ vâng. Tôi thấy là với những cái điều mà Nguyệt Ánh chia sẻ hết sức là sâu sắc, mỗi người sẽ có được một cái cảm nhận riêng, một cái cảm xúc riêng rất là phù hợp với họ. Đấy là điều quan trọng nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn và chúc cho dịch vụ kết nối của bạn sẽ tác hợp được cho mọi người để chúng ta sẽ có một cái cuộc sống thật hạnh phúc ạ. Vâng, cảm ơn chị.